Thế thì Huy hỏi, từ lúc đó Huy nghĩ nó một câu là ở ngoài đời thì có bao giờ từng yêu một cái người lớn tuổi giống kiểu kiểu giống phim giống vậy không? Dạ em có, nhưng mà người ta không yêu em. Vậy Trời hả? Đã trúng quá tại rồi. vì tại vì em trẻ con quá. Thật sự là Trà Long với Vân ở ngoài cũng rất là giống nhau, là không thích mấy đứa nhóc nhóc, chỉ thích những người chững chạc thôi. Chững Nhưng mà những người chững chạc không chạc có thôi, thích cái Vân. là nhìn Cho qua nên là hy vọng là các chú chững chạc trong cái cũng livestream này, sau khi mà thấy được có thể inbox cho Vân. Vân sẽ xem xét nghĩa profile của mọi người. dừng lại Ủa? Khoan đã. Xin lỗi Nghiêm xin lỗi, đây không cấm phải bạn muốn hẹn sử hò. À quên, em lộn chương trình bạn muốn hẹn Rồi, hò. bây giờ có một thử thách dành cho Khánh Vân. Ôi nữa hả? Ừ, diễn lại cái phân đoạn tỏ tình ngàn dưới gốc cây. À, cảnh này là cảnh em đi casting luôn. Dạ. Ừ. Nhưng mà em ở giữa. Bây Em ở giờ giữa cái. nhưng mà cảnh này hình như đâu có thoại đâu ta, cảnh này là hát mà. Ừ, thì thôi thì đó. hát luôn. Diễn lại Hát thôi cứ sao luôn. cũng được. Hát Rồi, luôn, người hát ta luôn đưa nè. lưng cho rồi kìa. Rồi xong. Rồi. Mọi người ơi, hãy tập trung vào Khánh Vân và Trường Nghĩa. Trời ơi. Trà Long và Ngạn hãy xem Trà Long sẽ làm gì để tán tỉnh thầy Ngạn đây. Xin mời. Hai, ba. Chú đàn bài gì nghe đi. Bài gì? Bài gì mà có câu "và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần" ý. Chú không nhớ. Vậy con hát cho chú nghe nha. "Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu" gì nữa ta, em quên rồi anh. Ban đầu ban vào tay ban đầu và thắm những tôi yêu này trong bài ca ta bước thân thay. Không cười. Anh không cười đâu, anh không cười đâu, anh cứ cười đi nào. Lại lại lại. Thôi tao. Ví dụ mà cảnh này cho mọi người hôn thật luôn được không? Được, được. Anh tưởng tượng em là Hà Lan đi. Thì anh vẫn đang tưởng tượng đây thôi. Hà Lan một cái. Huy nói nghe, trên phim Trà Long không hôn được, ở ngoài mình cho hôn. Thật ra là trong chuyện có hôn anh, trong à. Chuyện có hôn, nhưng mà lên anh với tao không cho hôn nữa. Bây giờ mà Huy cho hôn. Dạ, ok. Hôn đi. Ôi em sợ fan của anh Nghĩa đông lắm. Không sao đâu, cái này mình chỉ diễn thôi mà. Hiểu không? Chấp nhận được hết. Ok, anh tưởng tượng mà Hà Lan nè. Ừ, hát đi. Thắm như tôi yêu làng trong bài ca ta bước thanh thang. Ta dữ. Em tức quá anh bị sao vậy? Anh bị sao vậy? Xỉu. Rồi xong. Chưa. Rồi xong. Không được. Trà Long chưa tình hoàn thành thử tan thách. Không được. Thử thách của Huy là phải hoàn thành tốt cho xong rồi mới được vượt qua câu hỏi giờ, dành cho Thảo phạt Tâm. Tiếp anh ạ. Phạt tiếp đi anh ơi. Hết cảnh rồi nhưng mà ở trong phim không có hung được, còn ở ngoài phim Huy bắt hung. Dạ, rồi cái vậy này là em làm đúng qua hung anh cái rồi. Cái đó xong. Này làm đúng nguyên tắc chuyện, còn này là trên phim. Rồi, thôi coi như là bây giờ làm sao bỏ qua hay sao? Dạ thì thôi bỏ qua, tí nữa về tính tiền. Rồi ok, bỏ qua nha. Mọi người cũng thấy là bạn Khánh Vân đã thể hiện lại một cái phân đoạn bằng giọng hát của mình, bằng những cái lời ca của mình để rất tán hay. Tình. À, dạ. Những giọng ca bằng lời ca. anh quên lời luôn rồi. Rất hay để có thể tán tỉnh thầy Ngạn. Định hôn nhưng mà chưa hôn được. Ok, cái này giải quyết xong ha.